đây á, chiều chiều á, có rất là nhiều trẻ em đến đây chơi thả diều. Mà ở đây á, đặc biệt là không bao giờ có cái sợi dây điện đâu nha các bạn. Bởi vì điện á, họ đã âm hết trơn rồi. Bởi nên là chúng ta thả diều á, thì không có sợ bị vướng dây điện hay là bị vướng cái gì hết trơn á. Anh, em nói thiệt cho anh, thật sự cái khu này á, mình kêu bằng tên gì từ đó giờ em chưa biết kêu tên luôn á anh. Khu dân cư. Khu dân cư gì? Tới dân khu... cư. Khu dân cư nhưng mà tới hai khu lận á, khu bên kia và khu bên đây á. Ở đây là gọi là khu dân cư cán bộ phải không anh? Không, khu dân cư cái gì du lịch đó. Gì du lịch anh? Anh ở đây là gọi là ấp gì vậy anh? Bắc Sơn hay gì? Ừ, Bắc Sơn. Khu nhà mình ở là Tây Sơn á, ở đây là Bắc Sơn. Anh đang đi qua đây nè, anh chuyển hướng, gió đang thổi tóc cho em biệt bay nè anh. Anh nhìn nó có bị dọi ánh sáng không chị Thắng? Không, trong này nó có cái diều nó che được sáng. Ở đây gọi là cánh đồng diều. Hai con diều. Con, tóc em đang bay, tóc em đang bay. Nè, cây chùm ngay này. À, cái gì chùm ngay? Cái này gì? Tào lâu. Cái này á là cái cây bình bát dây. Anh nói cây chùm ngay là em nhớ rồi đó, cây chùm ngay có phải là cái cây bữa hôm mà anh hỏi tên em á anh Thắng. Đúng rồi, đúng rồi. Chị Thắng, anh qua bên trong bóng mát anh chụp hình cho em đi cho cưng. Đâu chứ, suốt ngày ông cắt cỏ hoài à. Anh, cái cây này là cây gì vậy anh? Me thi. Nhưng mà nó sẽ ra cái bông màu vàng đó anh. Để em nhớ đi. Cây tràm vàng, cái me thi nó bông chim tím. Thì không gì anh, nó chưa ra hoa sao anh biết được. Em nhớ đó, hồi nhỏ tụi em đi học á anh, bông phượng là nó màu coi như là màu đỏ hoặc màu cam đi. Còn cái loại bông đẹp á thì cái bông nó màu vàng. Đúng không anh? Bông đẹp á, anh có từng biết bông đẹp chưa? Hả anh? Tràm vàng để ra bông vàng, đẹp. Quên. Cái bông đẹp là cái bông nó ra cái bông màu vàng. Ra cái bông màu vàng, còn cái bông bông phượng á, thì nó ra cái bông màu màu đỏ hoặc là màu cam. Anh ơi, hay là mấy mình đi về nha anh. Ừ,